ngày 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau đại hội lần thứ 11 Đảng bộ thành phố, đại hội lần thứ 13 của Đảng và 8 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Tại buổi làm việc, báo cáo của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội 11 của Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, Thành ủy đã cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành 4 chương trình phát triển thành phố với 51 nội dung đề án, chương trình thành phần và đang tập trung tổ chức thực hiện. Thành phố đã xác định đúng và trúng các chủ trương, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố đã xây dựng 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với 9 nhóm giải pháp trọng tâm. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2022-2025. Tình hình phục hồi và phát triển thành phố trong 9 tháng năm 2022 có nhiều khởi sắc và khá đồng bộ. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, một lần nữa, Tổng Bí thư chia sẻ với nhân dân thành phố và đồng bào Nam Bộ về những mất mát, thiệt hại to lớn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Tổng Bí thư nêu rõ, thành phố cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Thành phố sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, cấp nước, thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng, v.v. Cần tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, phát triển mạnh khoa học công nghệ gắn với phát triển kinh tế, tri thức, làm nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững, củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện quận, huyện, v.v. Coi trọng phát triển y tế dự phòng, giải quyết căn bản tình trạng quá tải các bệnh viện, đặc biệt là phải động viên chăm lo mọi mặt để đội ngũ cán bộ y bác sĩ yên tâm công tác làm việc. Tổng Bí thư lưu ý, phát triển nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ cho bằng được các thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân và vì dân. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, phát huy mạnh vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ, phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền, phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Về các đề xuất, các kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành liên quan ở Trung ương, theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết.